今まで僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かってて悲しくなった。Đây có phải là điều mà mọi người dành cho tôi?
sống đêm đó nó cuối cuộc đời. Mọi người chấp nhận hy sinh không phải chỉ để vì em sống, mà còn vì để lại một nhân chứng của chiến tranh tan thương này. Chị, người đã đi sẽ không còn cảm xúc, vì người ở lại đã giữ lấy tất cả. Xin lỗi em vì sự ích kỷ của ông ta. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác, vì chỉ có em mới đủ mạnh mẽ bước đi trên con đường này. Anh muốn khi chiến tranh kết thúc, mình sẽ dựng một trang trại, sống vui vẻ cùng người mình yêu đến cuối đời. Em phải sống để làm thay anh chứ. Mà cũng chỉ có em đã nhận quá nhiều đau khổ từ khi sinh ra, nên em xứng đáng và có quyền hạnh phúc ở nửa cuộc đời còn lại. Nó là người mạnh mẽ nhất mà mẹ biết, người duy nhất còn sống trong trận chiến năm xưa và sống để thực hiện ước mơ của người đã khuất. Tôi là những người tôi nhận. Tôi là những người tôi mang tôi đến Việt Nam rồi.